Thượng đỉnh NATO khai mạc ở Mỹ, ông Biden thông báo tin tốt cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, khai mạc hôm 9 tháng 7 và sẽ kéo dài tới ngày 11 tháng 7, dự kiến bàn luận về nhiều vấn đề, gồm xung đột Ukraine. Ngày 9 tháng 7, Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, chính thức khai mạc tại thủ đô Washington DC, Mỹ, trong bối cảnh liên minh quân sự này kỷ niệm 75 năm thành lập, theo đài CNN. Phát biểu khai mạc thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không mới cho Ukraine. Ông Biden cam kết Mỹ sẽ đảm bảo rằng khi chúng tôi xuất khẩu các máy bay đánh chặn phòng không quan trọng, Ukraine sẽ là quốc gia nhận đầu tiên. Khép lại bài phát biểu, ông Biden đã tặng huân chương tự do của Tổng thống cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 7, Tổng thống Biden và các lãnh đạo Đức, Ý, Hà Lan, Romania và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cùng ra tuyên bố chung, trong đó có nội dung thông báo cung cấp thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống phòng không chiến lược khác cho Kyiv. Các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, chụp ảnh tại thượng đỉnh NATO hôm 9 tháng 7. Ảnh, NATO. Theo tuyên bố chung, Mỹ, Đức và Romania mỗi nước sẽ cung cấp cho Ukraine một khẩu đội Patriot. Trong khi Hà Lan sẽ hợp tác với các quốc gia khác để viện trợ một khẩu đội Patriot. Trong khi đó, Ý cũng sẽ cung cấp hệ thống phòng không tầm xa SAMPT, tuyên bố cho biết các hệ thống phòng không sẽ giúp bảo vệ các thành phố, dân thường và binh lính Ukraine và chúng tôi đang phối hợp với chính phủ Ukraine để các hệ thống này có thể được sử dụng nhanh chóng. Đến Mỹ dự thượng đỉnh NATO hôm 9 tháng 7, ông Zelensky cho biết sẽ đấu tranh để có những hành động quyết đoán từ Mỹ và châu Âu nhằm giúp đỡ Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ kêu gọi các quốc gia này viện trợ bổ sung hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu F-16 và các đảm bảo an ninh, bao gồm vũ khí, tài chính và hỗ trợ chính trị. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.